Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 3 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chuyên mục kỳ này có những nội dung chính sau: Công đoàn với công tác chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn hưởng ứng sự kiện áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Trước hết mời quý vị khán giả và các bạn theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có công văn chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức theo nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đối với khối cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thực hiện trong quý 1 năm 2020. Đối với khối trường học thực hiện trong quý 3 năm 2020. Tại các hội nghị công nhân viên chức người lao động còn tổ chức bầu ban thanh tra nhân dân, ký giao ước thi đua năm. Đến nay có 80% cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 50% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động năm 2020 đạt kết quả cao. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU trong hệ thống công đoàn với những nội dung cụ thể. Trong đó, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động, học tập chuyên đề về giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho các công nhân viên chức lao động tham gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, học tập các chuyên đề, viết thu hoạch, đăng ký việc làm theo của cá nhân và thực hiện các nội dung học tập. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, phong trào công nhân viên chức lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phong trào thi đua giỏi việc nước, làm việc nhà. Qua đó nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, công đoàn, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cho nữ cán bộ công nhân viên lao động trong đơn vị. Công đoàn các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến anh hùng của dân tộc, giới thiệu thân thế sự nghiệp và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở thành viên đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong đơn vị, thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn đối với nữ công nhân viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Cạn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các nữ công nhân viên chức lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn công ty trích quỹ tình nghĩa để thăm hỏi 7 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các điện lực trực thuộc với số tiền 14 triệu đồng. Được biết trong những năm qua, Ban Nữ công Công ty Điện lực Bắc Cạn luôn quan tâm đến các hoạt động về giới, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chỉ đạo các tổ nữ công thuộc các công đoàn cơ sở thành viên thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đặc biệt là các lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Thưa quý vị khán giả, chương trình thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn được ký kết giữa Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn với Liên đoàn Lao động tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động, là đoàn viên công đoàn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Những ngày đầu tháng 3, Công đoàn Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Cạn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn tổ chức khám định kỳ cho các đoàn viên công đoàn, người lao động tại đơn vị. Với đội ngũ y bác sĩ tận tình, các đoàn viên công đoàn được siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, X-quang, xét nghiệm kỹ thuật cao để phát hiện sớm một số bệnh mãn tính, ung thư, tư vấn miễn phí sau khi khám để dự phòng mắc bệnh, định hướng điều trị phù hợp với từng người.
Thông qua cái hoạt động như này thì tôi cảm thấy rằng là rất là tốt, bởi vì là mỗi đoàn viên công đoàn thì được biết được cái sức khỏe của mình thông qua cái hoạt động khám chữa bệnh ấy, thì biết được cái sức khỏe của mình và kịp thời phát hiện ra những cái bệnh tật để mình đi chữa trị kịp thời, cảm thấy yên tâm. Thế còn đối với cái dịch vụ ở đây thì tôi thấy là các bác sĩ chăm sóc rất là tốt, rất là nhiệt tình, chu đáo và tư vấn cho anh em chúng tôi khám rất là tốt. Và cái dịch vụ thì tôi thấy là đi khám theo tập thể như này thì tôi thấy nó cũng rất là phù hợp. Và tôi thấy là đây là cái hoạt động này rất là tốt, và nhất là trong cái tổ chức công đoàn nên phổ biến rộng rãi để cho tất cả các đoàn viên công đoàn đều được đi thăm khám và chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ là xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe. Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn chương trình thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Qua 2 năm triển khai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã khám sức khỏe định kỳ cho 3.632 lượt cán bộ công chức viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn của 96 đơn vị. Riêng năm 2019 là 1.735 người của 53 đơn vị, trong đó 508 người của 14 đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo, 769 người của 27 cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, 458 người của 12 doanh nghiệp. Các trường hợp khám đều được giảm 10% chi phí khám lâm sàng tổng quát, tư vấn sức khỏe và hướng điều trị cho từng người sau khi khám, lập hồ sơ sức khỏe theo quy định, báo cáo kết quả khám cho từng đơn vị. Cái việc chăm sóc sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn nói chung cũng như là đoàn viên công đoàn nữ nói riêng của Sở Tư pháp thì đã được rất là quan tâm. Thủ trưởng ngành cũng như là ban chỉ huy công đoàn có cái thống nhất trong cái nội dung chương trình phối hợp. Và hàng năm thì đều tổ chức thăm khám cho các đoàn viên công đoàn và các chị em phụ nữ để có cái sức khỏe tốt nhất, đảm bảo thực hiện được cái nhiệm vụ được giao. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thì những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và với Trung tâm Y tế của thành phố. Thì các đơn vị sự nghiệp thì có thể tổ chức thăm khám sức khỏe cho anh em trong đơn vị. Thì qua cách đó thì cũng có thể đảm bảo được quá trình phối hợp của giữa đơn vị với các đơn vị khám chữa bệnh. Và sức khỏe của đoàn viên công đoàn thì đều được kết quả cũng đều gửi về cho đơn vị. Được anh em trong đơn vị cũng tin tưởng vào cái cơ sở khám chữa bệnh mà trên địa bàn tỉnh cũng đã phối hợp thời gian vừa qua. Tới cũng như cái thời gian vừa qua thì lực lượng tỉnh cũng đã rất là quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung vào thực hiện ba cái nội dung quan trọng. Cái thứ nhất đó là chủ động hơn nữa trong cái công tác phối hợp, đồng thời là cũng là có những cái yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện cái trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật lao động trong cái công tác là khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất là một lần một năm. Đối với người lao động mà làm việc ở trong cái môi trường nặng nhọc độc hại, lao động là người cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người vị thành niên thì phải ít nhất là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là 6 tháng một lần. Thế đối với lao động nữ thì ngoài cái việc mà được khám sức khỏe định kỳ thì lao động nữ thì được khám thêm một cái nội dung nữa, đó là khám chuyên khoa phụ sản. Cái thứ hai đó là công đoàn thì cũng cần quan tâm trong cái công tác tuyên truyền không chỉ riêng đối với người sử dụng lao động về cái việc thực hiện cái trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật lao động, mà phải tuyên truyền đến người lao động là để họ nâng cao cái nhận thức về cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết cũng như hiệu quả của cái công tác của cái khám sức khỏe định kỳ. Việc phối hợp ký kết quan tâm khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh không những thể hiện sự quan tâm của các đơn vị mà qua khám sức khỏe định kỳ phát hiện một số bệnh thường gặp. Từ đó tạo điều kiện giúp người lao động chữa trị, đảm bảo sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Thưa quý vị khán giả, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn đã tuyên truyền vận động nữ cán bộ cơ quan mặc áo dài tất cả các ngày trong tuần, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020. Ngoài những trang phục áo dài đa sắc màu tôn lên vẻ đẹp vóc dáng người phụ nữ, thì trẻ em nữ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn còn rạng rỡ khẳng định nét đẹp riêng. Ngay từ đầu giờ sáng thứ hai, toàn thể cán bộ chị em phụ nữ Sở Tư pháp đã mặc áo dài trong suốt buổi làm việc như một trang phục công sở truyền thống. Trang phục áo dài cũng được các chị em thành hội hưởng ứng trong suốt tuần lễ áo dài từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Hoạt động đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ hưởng ứng. Chị em cũng đã may đồng phục áo dài. Bên cạnh đó thì để cho phong phú thêm cái bộ áo dài thì chị em cũng đã may riêng và cũng được chị em mặc hưởng ứng trong suốt một tuần qua. Thực hiện các công văn hướng dẫn của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai đến các công đoàn trực thuộc phát động nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020, tập trung đồng loạt vào ngày 6 tháng 3 năm 2020. Đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cung cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình áo dài di sản văn hóa Việt Nam như cuộc thi bình chọn ảnh đẹp áo dài trên Facebook. Qua thống kê từ Ban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn, trong tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam, 100% nữ cán bộ công nhân viên làm việc tại phòng hành chính của các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc đồng loạt mặc áo dài đến công sở nên làm việc. Ngoại trừ những lao động nữ do đặc thù công việc phải sản xuất trực tiếp nên vẫn mặc quần áo bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Áo dài là biểu tượng, là nét đẹp trong văn hóa của dân tộc, là di sản văn hóa vật thể cần được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập. Qua thời gian, chiếc áo dài truyền thống đã được cách tân với nhiều nét sáng tạo mới mẻ, là trang phục phù hợp để nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đi dự hội nghị, hội thảo, làm việc trong các cơ quan, công sở, dịp Tết, lễ hội. Chúng tôi cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai để vận động đoàn viên công đoàn, nữ công nhân viên chức lao động mặc áo dài trong cả tuần. Thông qua cái áo dài ấy thì là thể hiện cái nét đẹp của người phụ nữ. Chính vì vậy mà những nữ công nhân viên chức lao động ngoài việc mà các chị làm việc tại công sở, các cơ quan thì những chị mà ở các xã phường và các tổ chức hội ấy, thì cũng đã rất là hưởng ứng phong trào này. Và qua đó thì các chị có tổ chức giao lưu hay các cuộc thi hoặc là các hội nghị hoặc là đại hội thì các chị cũng đã chủ động để mặc áo dài để từ đó tôn vinh nét đẹp của chiếc áo dài cũng như là cảm thấy tự hào khi mình mặc chiếc áo dài Việt Nam. Việc hưởng ứng hoạt động tuần lễ mặc áo dài sẽ góp phần không nhỏ trong việc khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam trong mỗi nữ cán bộ, công chức viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng tuần lễ áo dài thì em đã may mới một bộ áo dài ạ. Và khi mà mặc bộ áo dài thì em cảm thấy là rất là dịu dàng, nữ tính và đồng thời cũng đảm bảo là lịch sự trong môi trường công sở ạ. Tuần lễ áo dài cũng đã làm cho chị em phụ nữ Việt Nam cảm thấy mình được sống trong cái không khí rất là vui tươi và phát huy cái truyền thống của dân tộc, và chúng tôi thì cũng hưởng ứng cái tuần lễ này. Thưa quý vị khán giả, mục tư vấn pháp luật kỳ này xin mời quý vị cùng tìm hiểu luật công đoàn đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Điều 13, tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các cấp có quyền trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan tổ chức hữu quan cung cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ của người lao động. Điều 14, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức doanh nghiệp. 1. Tham gia phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ công chức viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Khi tham gia phối hợp thanh tra kiểm tra giám sát theo quy định tại khoản 1 điều này, công đoàn có quyền sau đây. A. Yêu cầu cơ quan tổ chức doanh nghiệp cung cấp thông tin tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan. B. Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót,
ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. C. Trường hợp phát hiện nên làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người lao động, công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động. Quý vị khán giả vừa theo dõi xong chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.